Mình chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Thời sự 365. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng ban biên tập chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có một ngày làm việc hiệu quả. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đồng hành với chương trình để điểm qua những tin tức đáng chú ý có trong bản tin ngày hôm nay. Bản tin COVID-19, Việt Nam ghi nhận 14.440 ca nhiễm mới tại 61 tỉnh, theo dõi chặt ca nhiễm biến thể Omicron. COVID-19 tại Hà Nội, thêm 1.920 F0 trong 24 giờ, gần 500 ca cộng đồng. Biến thể Omicron Việt Nam vừa ghi nhận nguy hiểm thế nào? Hà Nam khẩn trương tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người dân. Bộ Công an sẽ điều tra triệt để xử lý nghiêm sai phạm tại công ty Việt Á. Bản tin COVID-19, Việt Nam ghi nhận 14.440 ca nhiễm mới tại 61 tỉnh, theo dõi chặt ca nhiễm biến thể Omicron. Thưa quý vị, tính từ 16 giờ ngày 27 tháng 12 đến 16 giờ ngày 28 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 14.440 ca nhiễm mới, trong đó có 19 ca nhập cảnh và 14.421 ca ghi nhận trong nước, giảm 446 ca so với ngày trước đó tại 61 tỉnh, thành phố, có 9.305 ca trong cộng đồng. Trong ngày, Bộ Y tế cũng công bố ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên là hành khách trên chuyến bay từ Anh về Việt Nam. Hiện 5 bệnh nhân đang được theo dõi chặt tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biểu hiện triệu chứng mắc COVID-19. Với 1.920 ca mắc mới, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước về số F0 ghi nhận trong ngày. Tiếp đến là Tây Ninh với 923 ca, Vĩnh Long 911 ca, Khánh Hòa 790 ca, Cần Thơ 763 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 671 ca, Đồng Tháp 610 ca, Hải Phòng 597 ca, Trà Vinh 585 ca, Bạc Liêu 485 ca, Bình Định 436 ca, Bắc Ninh 434 ca, Lâm Đồng 365 ca, Thừa Thiên Huế 362 ca, Thanh Hóa 346 ca, Bình Thuận 286 ca, Hải Dương 260 ca, Kiên Giang 250 ca, Sóc Trăng 229 ca, Hưng Yên 195 ca, An Giang 191 ca, Tiền Giang 188 ca, Cà Mau 184 ca, Quảng Ninh 182 ca, Hà Giang 140 ca, Quảng Ngãi 140 ca, Đà Nẵng 135 ca, Gia Lai 128 ca, Đồng Nai 124 ca, Bình Dương 109 ca, Vĩnh Phúc 97 ca, Hà Nam 96 ca, Hậu Giang 95 ca, Nam Định 85 ca, Quảng Nam 82 ca, Nghệ An 79 ca, Bến Tre 72 ca, Đắk Lắk 60 ca, Lạng Sơn 59 ca, Thái Bình 59 ca, Phú Thọ 57 ca, Long An 57 ca, Kon Tum 52 ca, Sơn La 51 ca, Quảng Trị 50 ca, Hòa Bình 50 ca, Thái Nguyên 48 ca, Đắk Nông 47 ca, Ninh Thuận 47 ca, Cao Bằng 44 ca, Bắc Giang 43 ca, Tuyên Quang 25 ca, Bình Phước 24 ca, Quảng Bình 23 ca, Lào Cai 18 ca, Yên Bái 18 ca, Phú Yên 15 ca, Lai Châu 12 ca, Hà Tĩnh 12 ca, Bắc Cạn 5 ca và Điện Biên 4 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.580 ca một ngày. Như vậy, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.680.985 ca nhiễm, đứng thứ 31 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 17.042 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.675.321 ca, trong đó có 1.261.465 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là Thành phố Hồ Chí Minh 501.288 ca, Bình Dương 290.349 ca, Đồng Nai 97.167 ca, Tây Ninh 72.460 ca, Đồng Tháp 42.426 ca. Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.668 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.264.282 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.103 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 5.013 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.065 ca, thở máy không xâm lấn 204 ca, thở máy xâm lấn 802 ca, ECMO 19 ca. Về số bệnh nhân tử vong,
từ 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 28 tháng 12 ghi nhận 214 ca tử vong. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 35 ca, An Giang 15 ca, Tây Ninh 15 ca, Vĩnh Long 15 ca, Đồng Tháp 14 ca, Tiền Giang 14 ca, Đồng Nai 13 ca, Kiên Giang 12 ca, Cần Thơ 12 ca, Sóc Trăng 12 ca, Hà Nội 11 ca, Bình Dương 8 ca, Long An 7 ca, Bến Tre 7 ca, Bình Phước 4 ca, Bình Thuận 4 ca, Hậu Giang 4 ca, Cà Mau 4 ca, Trà Vinh 4 ca, Hải Phòng 1 ca, Lạng Sơn 1 ca, Khánh Hòa 1 ca và Bạc Liêu 1 ca. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 227 ca một ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 31.632 ca, chiếm tỷ lệ 1,9% so với tổng số ca nhiễm. Đến nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam xếp thứ 27 trên 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 131 trên 224 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7 trên 49, xếp thứ 4 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 6 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 27 tháng 12, có 891.311 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 147.271.054 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 77.262.656 liều, tiêm mũi 2 là 66.866.022 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala là 3.142.376 liều. Bộ Y tế cho biết, hiện cơ quan này tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch do chủng mới Omicron gây ra, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế Thế giới để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về biến chủng này, chỉ đạo các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch. Bộ đề nghị các địa phương, đơn vị tăng cường hệ thống giám sát ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường, số mắc, diễn biến nặng hoặc nhập viện, tử vong tăng bất thường theo thời gian, khu vực địa lý, đối tượng cụ thể. Trên cơ sở đó, chủ động phối hợp với các viện vệ sinh dịch tễ Pasteur lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể, biến chủng mới, phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh. COVID-19 tại Hà Nội, thêm 1.920 F0 trong 24 giờ, gần 500 ca cộng đồng. Thưa quý vị, theo Sở Y tế Hà Nội, trong số 1.920 ca bệnh ghi nhận hôm nay có 449 ca cộng đồng, 1.360 ca tại khu cách ly, 111 ca tại khu phong tỏa. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai 249 ca, Nam Từ Liêm 245 ca, Hai Bà Trưng 174 ca, Cầu Giấy 135 ca, Hà Đông 120 ca và Đống Đa 113 ca. Bệnh nhân phân bố tại 312 xã phường thị trấn thuộc 29 trên 30 quận huyện thị xã, trong đó 449 ca cộng đồng ghi nhận tại 187 xã phường thuộc 28 trên 30 quận huyện. Một số quận huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như Thanh Xuân, Nam Từ Liêm và Hoàn Kiếm. Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 là 43.277 ca, trong đó số F0 ghi nhận trong cộng đồng là 15.440 ca. Số F0 là đối tượng đã được cách ly là 27.837 ca. Trưa ngày 28 tháng 12, Bộ Y tế công bố ca nhiễm biến chủng Omicron đầu tiên tại Việt Nam. Đây là một trường hợp hành khách trên chuyến bay QH9028 từ Anh Quốc về Việt Nam. Khi về đến sân bay Nội Bài tối ngày 19 tháng 12, hành khách có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2. Trường hợp này sau đó được vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ sân bay về khu cách ly cho ca mắc COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và được cách ly tại phòng riêng tại khu vực nhà lưu trú. Khoa sinh học phân tử của bệnh viện đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính. Biến thể Omicron Việt Nam vừa ghi nhận nguy hiểm thế nào? Thưa quý vị, trưa ngày 28 tháng 12, Bộ Y tế đã có thông báo về trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại Việt Nam. Biến thể mới Omicron chính thức được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đặt tên theo bảng chữ cái Hy Lạp hôm ngày 26 tháng 11 năm 2021 theo giờ Việt Nam. Ban đầu, nó được gọi là B11529, lần đầu được phát hiện qua thu thập mẫu xét nghiệm tại Nam Phi vào ngày 9 tháng 11 năm 2021, được báo cáo lần đầu tiên cho WHO từ Nam Phi vào ngày 24 tháng 11.
WHO cũng phân loại biến thể này là biến thể đáng lo ngại, đồng thời yêu cầu các quốc gia tăng cường giám sát và giải trình tự gen virus biến thể mới này. Ngày 11 tháng 11 năm 2021, có 120 mẫu xét nghiệm biến chủng SARS-CoV-2 chưa từng thấy, được gọi là B11529, đầu tiên được phát hiện tại Gauteng, Nam Phi. Đến nay, hơn 100 quốc gia vùng lãnh thổ đã ghi nhận các ca nhiễm biến thể Omicron. Biến thể Omicron có đến 60 đột biến so với biến thể Vũ Hán ban đầu với 50 đột biến không mã hóa, 8 đột biến đồng nghĩa và 2 đột biến không mã hóa. Đáng chú ý là 32 đột biến về protein gai S là yếu tố kháng nguyên chính của các loại vaccine. Nhiều đột biến trong số đó đã không được quan sát thấy ở các chủng khác. Vì quá nhiều đột biến, các chuyên gia dịch tễ lâm sàng rất lo ngại rằng Omicron có thể lây lan nhanh, trốn né miễn dịch và khả năng kháng vaccine. Đến nay, nhiều nghiên cứu khảo sát đa trung tâm, đa quốc gia cho thấy các vaccine đang sử dụng vẫn có tác dụng phòng vệ với biến thể Omicron này. Trao đổi với phóng viên, một chuyên gia dịch tễ cho biết, điểm nguy hiểm nhất ở biến thể này là virus mang 32 gen đột biến khi xâm nhập thì khả năng tương tác với chủng Delta sẽ dễ tạo thành biến chủng khác. Tuy nhiên, Việt Nam hiện đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó có biến thể Omicron, nhất là sau khi ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên là một hành khách từ Anh về. Theo thông báo của Bộ Y tế phát trước đó, biến thể này được dự báo có thể lây lan nhanh hơn, nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác. Omicron có thể lây lan nhanh hơn 500% biến chủng Delta. Trước đó, chính phủ và ngành y tế đã chủ động chuẩn bị cho giải pháp đáp ứng với biến chủng này. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các cấp, các ngành phải nâng mức cảnh báo để không bị động, bất ngờ, chuẩn bị đầy đủ 4 tại chỗ, tăng cường năng lực cho y tế cơ sở để tiếp cận F0, tránh quá tải hệ thống y tế, tăng cường giám sát giải trình tự gen để phát hiện chủng virus, tăng cường kiểm dịch biên giới. Bộ Y tế cũng đặc biệt yêu cầu người dân thực hiện dự phòng, hạn chế đi lại, khuyến cáo không tụ tập đông người, thực hiện 5K, đặc biệt dịp Giáng sinh, lễ Tết. Hà Nam khẩn trương tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người dân. Thưa quý vị, những ngày qua, số ca COVID-19 mắc mới trên địa bàn tỉnh Hà Nam liên tục tăng. Cùng với việc dập dịch, lập cơ sở điều trị ca F0 thể nhẹ tại tuyến huyện, thị, thành phố, các đơn vị y tế trong tỉnh cũng khẩn trương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, liều bổ sung, liều nhắc lại mũi 3 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các cơ sở y tế đã phụ trách việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1, mũi 2 cho đối tượng nào sẽ tiếp tục thực hiện tiêm mũi bổ sung nhắc lại mũi 3 cho đối tượng đó. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam, tính đến ngày 28 tháng 12, các cơ sở y tế tỉnh Hà Nam đã tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vaccine COVID-19 mũi 3 cho hơn 82.500 người. Việc tiêm liều nhắc lại vaccine phòng COVID-19 được tỉnh Hà Nam triển khai với các nhóm đối tượng người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, đảm bảo bao phủ cho người dân, người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế và khoảng cách tiêm cách mũi 2 cơ bản ít nhất 3 tháng. Tất cả các trường hợp tiêm vaccine phòng COVID-19 tại tỉnh Hà Nam đều được áp dụng đúng quy trình tiêm chủng của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn. Hệ thống giám sát tiêm chủng của tỉnh đã ghi nhận các trường hợp phản ứng như đau, sưng tại chỗ tiêm, mệt mỏi, sốt nhẹ, đau đầu, buồn nôn. Các dấu hiệu này tự khỏi trong 1 đến 2 ngày sau tiêm. Hiện ngành y tế của tỉnh đang phối hợp với các địa phương, đơn vị tập trung tiêm mũi 3 cho những người trên 18 tuổi còn lại. Bộ Công an sẽ điều tra triệt để xử lý nghiêm sai phạm tại công ty Việt Á. Thưa quý vị, thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ công bố liên quan đến bộ kit xét nghiệm COVID-19 còn gọi là kit test do Học viện Quân y phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu sản xuất là nội dung làm nóng cuộc họp báo chiều ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ Công an. Theo thông tin này, việc sản xuất bộ kit test là đề tài nghiên cứu cấp quốc gia, tên đầy đủ là nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và real-time RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới năm 2019, có kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước lên tới gần 19 tỷ đồng. Vấn đề dư luận đặt ra là vì sao một đề tài, nhiệm vụ quốc gia sử dụng tiền ngân sách nhà nước lại trở thành sản phẩm ứng dụng chuyển giao cho doanh nghiệp tư nhân. Việc này tạo tiền đề cho công ty Việt Á thổi giá bộ kit test, thu tiền. Cơ quan công an nhận định thế nào về việc này? Trả lời các câu hỏi đặt ra, đại diện C03 cho biết, liên quan đến vụ án trên, ngày 17 tháng 12, đơn vị này đã khởi tố vụ án. Khởi tố 7 bị can và đã đăng tải công khai thông tin này trên cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Đại diện C03 nhấn mạnh,
Nhiệm vụ của cơ quan điều tra là điều tra triệt để, xử lý nghiêm hành vi sai phạm nếu có. Còn nội dung cụ thể đến đâu, chúng tôi sẽ làm rõ đến đó. Chúng tôi sẽ điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm không có vùng cấm. Cũng theo đại diện C03, sản phẩm kit test nhanh COVID-19 của công ty Việt Á được bán cho 62 tỉnh, thành phố. Nhận định ban đầu, có thể công ty Việt Á trực tiếp bán kit test cho các địa phương hoặc bán cho các đơn vị khác mua tài trợ cho các tỉnh thành. Trước đó, ngày 24 tháng 12, Cổng thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ đã đăng tải báo cáo chi tiết liên quan đến bộ kit xét nghiệm COVID-19, còn gọi là kit test, do Học viện Quân y phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á nghiên cứu sản xuất. Đề tài nghiên cứu cấp quốc gia này có thời gian thực hiện theo hợp đồng đã ký kết từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021. Thời gian thực tế thực hiện từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021 sau khi được gia hạn. Báo cáo cũng ghi rõ, tổ chức chủ trì nhiệm vụ này là Học viện Quân y do Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Anh Sơn làm chủ nhiệm nhiệm vụ. Ngoài ra, tham gia thực hiện nhiệm vụ còn có 16 thành viên khác thuộc nhóm nghiên cứu, trong đó có 4 thành viên thuộc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Trong đó, ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á, người vừa bị khởi tố hình sự về hành vi vi phạm các quy định đấu thầu, là thành viên nghiên cứu chính trong nhiệm vụ này. Dựa theo báo cáo, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tổ chức đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ nói trên trong tháng 12 năm 2021. Tổng kinh phí chi từ ngân sách cho nhiệm vụ này là 18,98 tỷ đồng. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, bộ kit xét nghiệm có hàm lượng khoa học cũng như tính ứng dụng thực tiễn cao, thể hiện bằng những chứng nhận bao gồm quyết định cấp phép lưu hành của Bộ Y tế Việt Nam số 774 ngày 4 tháng 3 năm 2020, số 5071 ngày 4 tháng 12 năm 2020, giấy chứng nhận kiểm nghiệm trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro số 1160 ngày 18 tháng 8 năm 2020. Ngoài ra, kit test của Việt Á cũng được Bộ Y tế và Bộ Chăm sóc Xã hội Anh cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn châu Âu CE và cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho bộ sinh phẩm vào ngày 20 tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, báo cáo trên không đề cập tới chứng nhận của tổ chức WHO mà trước đó từng được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ với tiêu đề Bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Hiện bài viết này không còn trên trang thông tin của Bộ. Vào ngày 20 tháng 10 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng công bố báo cáo công khai về đánh giá sử dụng khẩn cấp của tổ chức này khi thẩm định bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Á. Trong báo cáo này, WHO ghi rõ kết quả sau khi kiểm định bộ kit này là không được chấp thuận vì chưa đạt được một số tiêu chuẩn. Một đại diện của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng thừa nhận rằng Bộ có thể đã xem xét chưa kỹ lưỡng thông tin phải hồn của WHO về bộ kit test của công ty Việt Á. Vị đại diện Bộ xác nhận, WHO mới chỉ chấp thuận được kit test này vào quy trình đánh giá xem xét sử dụng, không phải chấp thuận sử dụng. Đây là sơ suất của Bộ Khoa học và Công nghệ. Cục Cảnh sát Hình sự thông tin quá trình điều tra từ thiện của nghệ sĩ. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 12, Bộ Công an tổ chức buổi họp thông báo tình hình kết quả công tác công an năm 2021 liên quan đến quá trình điều tra việc làm từ thiện của một số ca sĩ, nghệ sĩ kêu gọi từ thiện quyên góp có dấu hiệu không minh bạch. Thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an C02 đã trả lời. Cụ thể, theo tướng Niêm, từ tháng 5 đến nay, trên các trang mạng đưa thông tin phản ánh tình hình không minh bạch của nghệ sĩ, ca sĩ kêu gọi từ thiện, C02 tổ chức xác minh, ngoài phản ánh có một số trường hợp gửi đơn đến cục. Về các trường hợp gửi đơn, sau khi được phân công xác minh giải quyết đơn đã làm việc với các trường hợp này. Theo đó, có trường hợp có gửi từ thiện từ 100 đến 200 nghìn đồng và thông qua phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến lùm xùm từ thiện thì họ góp nhặt tin tức trên mạng rồi viết đơn gửi đến Bộ Công an, chứ không phải trường hợp xác định chắc chắn người kêu gọi quyên góp từ thiện chiếm đoạt số tiền này. Trong thời gian qua, C02 đã phối hợp với ngân hàng, đơn vị địa phương xảy ra bão lụt, xác định các cá nhân nào có vấn đề kêu gọi từ thiện, có công khai tài khoản để cá nhân tổ chức gửi vào tài khoản đó. Lực lượng chức năng xác định, trong thời gian nhất định, các cá nhân này đã đóng tài khoản, dừng nhận từ thiện, các cá nhân trực tiếp thông qua đại diện đến các địa phương làm từ thiện. C02 phối hợp ngân hàng xác định lượng tiền vào các tài khoản và tiền họ đã đi ủng hộ, qua đó cho thấy số tiền vào tài khoản còn ít hơn với số tiền ủng hộ, điều này có xác nhận của các địa phương. Thiếu tướng Niêm thông tin, đến nay, tổng hợp trao đổi với các cơ quan chức năng xác minh đến ngày 15 tháng 1 năm 2022. Tới kết thúc thời hạn có kết quả cuối cùng thông báo thêm. Trước đó, ngày 6 tháng 9, bên lề họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, việc cá nhân tổ chức đứng ra kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn, dịch bệnh, thiên tai là nghĩa cử cao đẹp, nhân văn.
Tuy nhiên, việc vận động tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn, thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng hay bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo được pháp luật quy định cụ thể tại Nghị định 64 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trung tướng Tô Ân Sô nhấn mạnh, theo quy định này, nghiêm cấm gian lận, báo cáo sai sự thật để chiếm đoạt tiền, hàng do các cá nhân, tổ chức quyên góp.